Ngày 13 tháng 6, nguồn tin của tuổi trẻ online xác nhận qua quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh đã xác định được người vẽ bậy lên đoàn tàu metro ở depot Long Bình, Thủ Đức là người nước ngoài. Công an thành phố Thủ Đức đã bàn giao vụ việc cho phòng cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan điều tra truy xét. Trước đó, ông Hoàng Mai Tùng, Phó giám đốc ban quản lý dự án số 1, ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đoàn tàu số 3, toa số 2 bị vẽ bậy vào ngày 30 tháng 4. Lúc 3 giờ 15 sáng, bảo vệ tuần tra không phát hiện dấu hiệu bất thường nào, đến 4 giờ 30 sáng cùng ngày, bảo vệ mới phát hiện đoàn tàu số 3 bị vẽ bậy theo hình thức vẽ đường phố. Đến ngày 2 tháng 5, ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành việc tẩy xóa các hình ảnh, khắc phục nguyên trạng ban đầu. Sau cuộc họp giữa Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, nhà thầu Hitachi và công an thành phố Thủ Đức đã đưa ra ba nhóm giải pháp là sẽ bố trí thêm nhân sự bảo vệ nghiêm ngặt khu vực Depot Long Bình, yêu cầu 30 phút phải có hai nhóm bảo vệ xen kẽ thay phiên nhau đi tuần tra tại vị trí các đoàn tàu, tăng cường hệ thống camera giám sát và hệ thống chiếu sáng phủ khắp Depot. Đồng thời, có quy chế phối hợp an ninh giữa ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, nhà thầu Hitachi và đơn vị bảo vệ khi có xảy ra vấn đề thì báo động.